Rồi xin chào các bạn, đây là cái bô dành cho xe cúp 50 nha. 81, 86, 82 gì đó, 50 là xe chung. Đây là bô có dĩ. Đây. Hình thức bên ngoài còn tương đối khá là đẹp nha. Hay giờ bên mình còn 4 cây. Bạn liên hệ để lựa. Là bô zin xe cúp nha, gắn cho xe cúp rất là tuyệt vời. Mình chuyên cung cấp các phụ tùng liên quan tới xe cúp. Giờ bạn có nhu cầu hay liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước, nhận hàng sau, không ship series. Giờ các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để ủng hộ kênh như mình nha. Đây, cái bô. Bô riêng dành cho xe lực 8156. Rất đẹp, rất chuẩn. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.